quay trở lại kênh Thu đây. Nhà mình có nhiều cà chua quá, mình lại làm dưa cà chua để dùng dần. Với cách làm này, bảo quản được cà chua đến mùa sau các bạn ạ. Cách làm thì cực kỳ đơn giản, mời bạn tham khảo nhé. Nguyên liệu mình sử dụng 2 cân cà chua, 80g muối, 80g đường, 6 thì canh giấm, một vài hạt tiêu còn nguyên hạt nhưng đã được rang chín thơm lên, một củ tỏi, một vài lá xạ hương. Bạn có thể dùng bằng lá mùi tây hoặc lá thì lá khô đều được. Bây giờ chúng ta cùng tiến hành các bạn nhé. Cà chua các bạn bỏ hết toàn bộ những cái cuống của cà chua đi. Và cà chua của mình đã được rửa sạch. 2 lọ thủy tinh đã rửa sạch, xếp cà vào trong lọ. Nước đã được đun sôi, mình để nghỉ 30 giây. Sau đó đổ toàn bộ nước sôi vào trong cà chua. Chỉ đậy nắp lên trên nên các bạn không cần phải xoáy chặt. Để 15 phút. Nước mình sử dụng hết 1,7 lít nước. Trong thời gian này mình sẽ bóc tỏi và thái thành những cái lát nhỏ để tí cho vào lọ cà chua muối. Những lá xà hương này rất là thơm. Mình sẽ cho vào muối cùng với cà chua. Bạn nào không có lá xà hương các bạn hãy dùng lá thì là hoặc lá mùi tây các bạn nhé. Mình đong lại nước xem là nước trong cà chua ngâm là bao nhiêu. Nước ngâm cà chua của mình sử dụng là 1,2 lít. Mình bỏ toàn bộ phần nước này đi và đun khoảng 1,3 lít đến 1,4 lít nước nữa để chúng ta đổ phần muối cà chua. Cho muối vào đường vào nồi. Để cho nhanh mình đun nước luôn bằng ấm điện. Đổ vào đây 1,4 lít nước. Nước này đã sôi các bạn ạ. Để cho nước hơi nguội một chút. Trong thời gian đó cho tỏi vào các lọ. Tiêu bắc hạt cho vào luôn. Lá thơm. Hương vị này tùy theo các bạn. Lá thì là lá rau mùi, lá xạ hương đều được nhé. Phần chuẩn bị đã gần như xong. Mình sử dụng loại giấm là 24,9%. Cho tiếp vào cái nồi này là 5 thìa canh giấm. Nước sôi đã làm đường và muối tan hoàn toàn. Sau khi tan hoàn toàn các bạn mới đổ giấm nhé. Mình để 2 phút. Nước đổ vào là nước nóng già, không phải nước sôi. Nước giấm của mình hãng còn thừa. Như vậy khi đổ nước cà chua ngâm ra thì chúng ta mới xác định được cái lượng nước cần đổ vào là bao nhiêu.
và sau đó chúng ta sẽ đun nước để hòa muối, đường và với giấm, chúng ta đổ ngược lại để cà chua muối. Bây giờ mình đã xong, đậy nắp thật chặt, cân và khít, sau đó lật ngược lọ cà chua xuống. Để lọ cà chua muối ở trạng thái này trong thời gian 1 ngày. Lọ cà chua muối mình đã phúc ngược được 1 ngày, lọ cà chua này nó cũng đang nguội rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại. Và các bạn để ở nhiệt độ bình thường, không cần phải để trong tủ lạnh nhé. Thì cách bảo quản cà chua muối như thế này các bạn bảo quản được trong vòng 1 năm. Khi nào cần các bạn lấy ra ăn, cà chua vẫn tươi và ngon. Khi chúng ta không mua được cà chua, chúng ta lấy ra ăn thì chất lượng nó vẫn đảm bảo như cà chua. Mình vừa giới thiệu xong với các bạn cách muối cà chua một cách nhanh nhất mà quá đơn giản phải không các bạn? Nếu các bạn có nhiều cà chua hoặc mua được cà chua tươi ngon trong thời vụ rộ cà chua lên thì các bạn thường làm cách này đi. Mình đảm bảo các bạn có được những mẫu cà chua tươi để ăn dần, đảm bảo chất lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy chia sẻ cách làm này nhé. Cho mình xin một like và đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh. Ấn chuông để sớm nhận được những thông báo khi mình có video mới. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!